Chào các bạn, chúng ta đến với một cái mã má máy cấp nguồn đa năng Các bạn nhìn này, tên máy GLX305D, hai là, là mã Rất đơn giản, chúng ta hiểu đơn giản là nó có hai đầu ra Đây này, bên này một này, bên này một Và hoạt động độc lập với nhau Và một cái mặc định là ra điện áp Ở trạng thái 5V này, 3A là hai cái rắc này Hình như theo mình hiểu nó là như vậy Đây này, còn ở đây vẫn là cái chỉnh dòng và chỉnh áp của từng kênh. Ví dụ chúng ta đến với kênh bên này, chúng ta muốn điều chỉnh một cái điện áp rơi vào tầm 19V. Như này, chúng ta sẽ chạy 19V và dòng là là 5A. Các bạn muốn điều chỉnh dòng bao nhiêu là quyền các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ kết nối cái dây này, cái dây của bộ cấp nguồn này này các bạn. Đây nhé, dây này vào hai cái rắc bên này, đỏ đen còn nếu chúng ta muốn sử dụng một điện áp khác, ví dụ là những cái dòng máy chạy điện áp nhỏ là 15V thì các bạn sẽ vặn cái này về 15V. Còn cường độ dòng điện thì các bạn tùy chỉnh thôi. Đấy, và chúng ta sẽ kết nối ở cái mặt bên này là giải quyết vấn đề. Còn nếu các bạn sửa điện thoại, các bạn cần một cái nguồn 5V mắc là 3A, đây là hai cái rắc này. Và chúng ta sẽ có kèm 40 đầu sạc đi kèm như này. Đây các bạn, 40 đầu sạc của chúng ta đây. Đấy các bạn nhé. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể lấy thêm hai đầu sạc MacBook thì nó đắt thêm hơn 100 000 nữa. Coi như là, là, đầy đủ, cực kỳ tiện lợi cho các bạn mà phải vừa sửa máy và phải vừa ngồi test thì nó là một cái ưu điểm tuyệt vời. Cần mua hàng các bạn vui lòng bước máy côn số 0906 010103 hoặc Zalo cho mình số đó. Cảm ơn.